Mến chào quý vị khán giả đang đồng hành cùng kênh Tin Mới. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe và có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng tôi. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện gì? Tình hình an ninh thế giới có gì đặc biệt? Quý vị và các bạn hãy cùng cập nhật với chúng tôi qua phần điểm tin chính. Kính thưa quý vị và các bạn, vào lúc 8 giờ sáng ngày 15, mực nước của Hồ Thái Hồ đã tăng lên 4,21m, vượt quá mực nước cảnh báo 0,71m. Và là mực nước cao nhất kể từ năm 2020, Tổng cục Phòng chống lụt bão khẩn trương tổ chức cuộc họp phòng chống lũ lụt, ứng phó với tình hình lũ lụt ở Thái Hồ. Theo các quy định liên quan, tình trạng khẩn cấp phòng chống lũ lụt cấp 3 quốc gia đã được kích hoạt lúc 12 giờ. Cùng ngày, Cục Phòng vệ Hồ Thái Hồ đã đưa ra biện pháp ứng phó khẩn cấp về kiểm soát lũ lụt cấp độ 2. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa liên tục và lượng mưa lớn do bão Morak mang lại, mực nước của Hồ Thái Hồ đã tăng lên và mực nước ở các khu vực mạng lưới sông xung quanh nhìn chung đã vượt mức báo động. Theo sự triển khai của Tổng hội Quốc phòng, Hiệp hội Phòng thủ Hồ Thái Hồ cùng với đơn vị phòng thủ Giang Tô, Chiết Giang và Thượng Hải đã tăng cường tham vấn, phân tích và truyền thông thông tin, tăng cường ứng dụng khoa học và hợp tác chặt chẽ, đồng thời cùng nhau đối mặt với mức cao liên tục lũ lụt ở Thái Hồ Lake. Vào ngày 11, áp lực kiểm soát lũ lụt ở khu vực Han Yahoo của tỉnh Chiết Giang tăng đột ngột do lượng mưa của bão Morak. Cổng Thái Pu giảm áp lực kiểm soát lũ lụt ở khu vực hạ lưu Han Yahoo một cách kịp thời. Vào sáng sớm ngày 11, sông Bê Tiao, một nhánh thượng lưu của sông Đông Tiao ở lưu vực Hồ Thái Hồ, đã trải qua một trận lũ với dòng chảy xả lũ siêu lịch sử, giảm hiệu quả áp lực phòng chống lũ lụt vùng hạ du. Kể từ ngày 4, sông Wang Yu đã được xả hoàn toàn, đóng vai trò quan trọng trong việc làm chậm lại xu hướng tăng của mực nước Hồ Thái Hồ. Hiện tại, sông Wang Yu và sông Chai Pu ở lưu vực Hồ Thái Hồ tiếp tục gia tăng lưu lượng xả, dọc sông Dương Tử và cửa vịnh Hàng Châu vẫn đang nỗ lực hết sức để thoát nước. Mực nước trong mạng lưới sông xung quanh Thái Hồ mặt hồ vẫn đang từ từ hạ xuống. Dự kiến Hồ Thái Hồ sẽ đạt mực nước cao nhất từ 4,22 đến 4,23m vào khoảng ngày hôm sau. Vào ngày 15, Tổng cục Quốc phòng đã ban hành thông báo khẩn cấp cho các Tổng cục Quản lý Quốc phòng Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang và Thái Hồ, yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tăng cường điều động nhân lực, tăng cường nhiệm vụ khẩn cấp, tăng cường kiểm tra bảo vệ và nỗ lực hết sức để làm tốt nhiệm vụ bảo vệ mực nước cao của Thái Hồ. Thưa quý vị, từ ngày 20 tháng trước đến hôm nay, lưu vực sông Hoài Hà có mưa lớn bất thường, lượng mưa trung bình gấp 2,2 lần cùng kỳ các năm bình thường. Ngoại trừ dãy núi Phù Nghiêu và thượng nguồn của các nhánh sông Hoài Bắc, hệ thống sông Hoài Hà có lượng mưa trong 30 ngày là hơn 400mm. Trong số đó, dãy núi Da Bê, sông Siwan, sông Hồng Ru, vùng trung và hạ lưu của sông Sai Ying và sông Gông Hê, Hồ Hồng Dê và hầu hết các khu vực của sông Lycia đã nhận được lượng mưa hơn 600mm và dãy núi Da Bi và một số phần lượng mưa ở trung lưu sông Dinh vượt quá 800mm, lượng mưa tại trạm Giai Khoan Phan lên tới 946mm. Phân tích lượng mưa cho thấy lượng mưa trung bình tối đa trong 30 ngày ở lưu vực sông Hoài Hà là 456mm, cao hơn 20% so với lượng mưa tương ứng năm 1991 và thấp hơn 10% so với lượng mưa tương ứng năm 1954. Tổng lượng mưa 30 ngày lớn nhất là 89,8 tỷ mét khối, lớn hơn tổng lượng mưa 30 ngày lớn nhất năm 1991. Năm 1991 là 73,9 tỷ mét khối và nhỏ hơn tổng lượng mưa 31 ngày lớn nhất năm 1954. Năm 1954 là 98,2 tỷ mét khối. Từ cuối tháng trước đến 10 ngày đầu tháng này, trận lũ đầu tiên xảy ra trên sông Hoài Hà, toàn bộ dòng chính vượt mức cảnh báo từ 0,43 đến 3,52m. Mực nước của đoạn từ Wang Gia Ba đến Lui Tai Di vượt có mực nước đảm bảo 0,25 đến 0,71m và mực nước của đoạn từ Zheng Wang Wan đến Zhuang Wudu vượt mực nước cao nhất năm 1991 là 0,23 đến 0,77m. Có đoạn vượt mức cao nhất lịch sử từ 0,51 đến 0,55m. Lưu lượng đỉnh lũ của dòng chính của sông Hoài Hà bên dưới Wang Gia Ba đã vượt quá lưu lượng tối đa vào năm 1991. Vào giữa tháng này, sông Hoài Hà trải qua trận lũ thứ hai. Đây là trận lũ lớn nhất trong năm nay. Trong quá trình này, toàn bộ đoạn sông Hoài Hê bên dưới Xixian đã vượt quá mực nước cảnh báo từ 0,75 đến 3,55m. Mực nước của đoạn từ Rung Heji đến Lu Tai Ji vượt quá mực nước được đảm bảo từ 0,5 đến 0,75m và đoạn từ Ru Heji đến Hoài Nam và Hồ Hồng Dê đã vượt quá mực nước vào năm 1991. Mực nước tối đa hàng năm là 0,24 đến 0,71m và mực nước của đoạn từ Yang Zhuang Wan đến Hoài Nam vượt quá mực nước tối đa lịch sử 0,25 đến 0,67m. Các hồ Rung Heji, Yang Guan Yan,
Lutaiji và Hongje có mực nước cao nhất trong năm nay. Lưu lượng đỉnh lũ của dòng chính sông Hải Hà từ Runheji đến Lutaiji đã vượt quá lưu lượng tối đa vào năm 1991. Trận lũ này là trận lũ thứ 3. Trong đợt lũ này, mực nước đoạn từ huyện Sisian đến Lutaiji, dòng chính của sông Hải Hà, vượt mực nước cảnh báo từ 0,16 đến 2,36m, nhưng đều thấp hơn mực nước đảm bảo. Mực nước đỉnh lũ đoạn từ Wangjaba đến Lutaiji thấp hơn đáng kể so với lũ 1 và lũ 2. Do ảnh hưởng của việc phân lũ sông Hoài Hồng mới, lũ ở đoạn Bạn Phụ đã được xả trước thời hạn và không có đỉnh lũ rõ ràng ở đoạn dưới Hoài Nam. Dòng chính của sông Hoài Hà, tình hình lũ lụt sông Hoài Hà như sau. Một là mưa kéo dài tập trung cường độ cao và phân bố rộng. Lượng mưa 14 ngày lớn nhất bằng 77% lượng mưa 30 ngày năm 1991 và lượng mưa 22 ngày lớn nhất tương đương lượng mưa 30 ngày tích lũy năm 1991. Các khu vực có mưa bão 200mm, 300mm và 400mm lần lượt lớn hơn 53%, 39% và 27% so với năm 1991. Các khu vực có mưa bão 200mm và 300mm lớn hơn so với năm 1954. Thứ hai, lũ trên các dòng chính và dòng nhánh xảy ra đồng thời và sự kết hợp giữa mưa lớn và lũ là rất lớn. Dòng chính của sông Hoài Hà, sông Yugan, sông Hoàng Hà, sông Siwan và sông Pihe ở Hoài Nam, sông Hồng Ru, sông Sayin, sông Guhe ở Hoài Bắc và các khu vực xung quanh hồ Hongje đều bị lũ lụt tương đối lớn. Đường di chuyển của mưa xối xả phù hợp với xu thế lũ, lũ thượng nguồn gặp lũ phụ lưu và nước đến xen kẽ thành lũ lớn. Thứ ba là lũ lên nhanh, mực nước cao, thời gian kéo dài, mực nước của dòng chính tăng nhanh, mức dâng tối đa của Wangjaba đạt 0,22m trong 1 giờ và tăng 4m trong 3 ngày kể từ khi bắt đầu lũ đến đỉnh lũ. Đây là điều hiếm thấy trong lịch sử. Toàn bộ dòng chính của sông Hoài Hà đã vượt quá mực nước cảnh báo và mực nước cao nhất tại Jiangyangwan, Bengdu và Ujiadu và Hongje Lake ở Jianba lần lượt là mức 1, 2 và 2 kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Trong đó, mực nước đoạn từ Wangjaba đến Bạn Phụ vượt mực nước cảnh báo từ 1,37 đến 3,35m kéo dài 25 đến 31 ngày. Mực nước đoạn từ Wangjaba đến Lutaiji vượt mực nước đảm bảo từ 0,3 đến 0,55m và kéo dài trong 3 đến 9 ngày. Mực nước của đoạn sông đến hồ Hongje đã vượt quá mực nước cao nhất là 0,04 đến 0,57m và mực nước của đoạn sông từ Jiangyangwan đến Hoài Nam đã vượt quá mức cao nhất trong lịch sử mực nước dâng 0,25 đến 0,51m. Thứ tư, lưu lượng và khối lượng lớn. Lưu lượng đỉnh lũ của dòng chính của sông Hoài Hà bên dưới Wangjaba đã vượt quá lưu lượng tối đa. Dựa trên tính toán về lũ tối đa trong 30 ngày tại các trạm kiểm soát chính ở trung lưu sông Hoài Hà, tần suất lũ của Wangjaba là gần 10 năm một lần, của Jiangyangwan là gần 20 năm một lần, tức là của Bengbu lớn hơn một lần trong 20 năm và của Hongje Lake ở Zhongju là gần một lần trong 30 năm. Năm 1991, trung lưu là dưới 20 năm, năm 1954, Wangjaba tương đương với 20 năm và trung lưu là 50 năm. Điều gì gây ra lũ lụt ở sông Hoài Hà? Vào mùa hè năm nay, áp cao cận nhiệt đới Tây Bắc Thái Bình Dương mạnh bất thường và tiếp tục kiểm soát hầu hết các khu vực của Giang Nam và Nam Trung Quốc, đồng thời luồng không khí ấm và ẩm ở phía Tây Nam hoạt động mạnh, không khí lạnh và ấm hội tụ ở khu vực Giang Hoai và Hoang Hoai dẫn đến lượng mưa lớn nhất ở lưu vực sông Hoài Hà. Động đất Đam Sung ở Tây Tạng, 10 người thiệt mạng. Theo Tân Hoa Xã cho biết, thông tin từ cuộc họp báo do chính quyền khu tự trị Tây Tạng tổ chức vào ngày 7, phóng viên được biết một trận động đất mạnh 6,6 độ Richter đã xảy ra ở huyện Đam Sung, thành phố Lhasa. Vào ngày 6, và 9 người chết vì động đất, một học sinh ở quận gần đó chết bất ngờ trong quá trình sơ tán khẩn cấp, nâng số người chết vì động đất lên 10 người. Hiện tại, những người bị ảnh hưởng đã được tái định cư hợp lý và nhiều công tác cứu hộ khác nhau đang diễn ra suôn sẻ. Theo Gong Phu Vang, Phó Chủ tịch khu tự trị Tây Tạng, thị trấn Geda của huyện Đam Sung và thị trấn Suma của huyện Nemo bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất. Tính đến 6 giờ ngày 7, tại làng Yangji, thị trấn Geda đã có 9 người thiệt mạng, 11 người bị thương nặng và 8 người bị thương nhẹ. Tổng cộng 850 phòng của 171 hộ gia đình bị sập. Có 20 ngôi nhà bị sập và 100 ngôi nhà đổ nát ở làng Wode, thị trấn Sumai, huyện Nimmu. Sáng sớm, 7 lực lượng cứu hộ đang nỗ lực hết sức để dọn đường cao tốc gần tâm trấn. Sau gần 4 giờ làm việc chăm chỉ của các sĩ quan cảnh sát vũ trang, binh lính, lính cứu hỏa và những người cứu hộ khác, con đường dẫn đến tâm trấn của trận động đất Đam Sung đã được thông xe vào nửa đêm ngày 7.
Hiện tại các loại vật tư cứu trợ thiên tai đang liên tục được vận chuyển đến vùng thiên tai. Công tác cứu hộ cứu trợ được thực hiện một cách toàn diện. Trong quá trình sơ tán động đất, một học sinh của trường trung học quận Langjiaki ở tỉnh Shannan đã chết bất ngờ và 15 học sinh bị thương. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, chính quyền khu tự trị Tây Tạng đã quyết định đình chỉ tất cả các trường học ở Lhasa và các quận lân cận có dân cư tập trung trong một ngày 7. Sau trận động đất, Tây Tạng ngay lập tức đưa ra phản ứng cấp 2 đối với các thảm họa địa chất và các bộ phận khác nhau đã nhanh chóng đầu tư vào công tác cứu trợ động đất. Hiện tại, hơn 700 nhân viên cứu hộ đã đến khu vực thiên tai để tham gia cứu hộ và công tác cứu hộ đang diễn ra thuận lợi. Con đường dẫn đến làng Yangji đã được mở hoàn toàn và thông tin liên lạc đã được đảm bảo. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận được những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.